Kính chào quý khán giả đến với khung giờ quen thuộc của chương trình thông tin dịch vụ thị trường. Sau đây là giá một số mặt hàng trái cây lương thực thực phẩm được cập nhật tại chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng. Mời quý vị cùng tham khảo. Táo Mỹ 80.000 đồng một ký, lê thường, nho thường, táo thường 50.000 đồng một ký, lê Hàn Quốc 110.000 đồng một ký, nho Mỹ đen 170.000 đồng một ký, quýt đường lớn 60.000 đồng một ký, bưởi Nam Roi, bưởi da xanh 35.000 đồng một ký, dưa hấu 12.000 đồng một ký, gạo thơm ngon 17.000 đồng một ký, gạo tài nguyên 17.000 đồng một ký, gạo tẻ thường 14.000 đồng một ký, gà ta làm sẵn 90.000 đồng một ký, vịt làm sẵn 70.000 đồng một ký, thịt heo từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một ký, mỡ heo 50.000 đồng một ký, thịt bò đùi 230.000 đồng một ký, thịt bò phi lê 260.000 đồng một ký, trứng vịt 3.800 đồng một trứng, sữa ông thọ 21.000 đồng một hộp, đường cát trắng 21.000 đồng một ký, đường thường lẻ 16.000 đồng một ký, dầu ăn 32.000 đồng một lít, cá mòi 80.000 đồng một lốc, cá lóc đồng 150.000 đồng một ký, cá lóc nuôi 60.000 đồng một ký, cá nục 45.000 đồng một ký, tép bạc 100.000 đồng một ký, tép đất 230.000 đồng một ký, bắp cải Đà Lạt, củ cải đỏ Đà Lạt, xà lách 30.000 đồng một ký, bắp cải rẫy, rau muống cải xanh 15.000 đồng một ký, đậu que 40.000 đồng một ký, dưa leo 20.000 đồng một ký, bí đao cà chua Đà Lạt 35.000 đồng một ký, khô cá lụ đù, khô cá lưỡi trâu 100.000 đồng một ký. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể liên hệ chúng tôi qua email thị trường soc trang@gmail.com để góp ý cùng chương trình hay liên hệ giới thiệu dịch vụ. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.